Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây đĩa Dragon cùng với cây nắm đấm Dragon luôn. Hai cái này là phải gọi là đỏ chót. Áo đỏ chứng tỏ ít chết nhầm. Bên CM phải gọi là vũ khí đỏ chứng tỏ đẹp dai. Cùng với quả bom luôn. Set này thì đỏ chót. Cố lựa ngay quả bom màu đỏ mới mang vào được. Nãy giờ lựa bom chết bà luôn. Úi rồi gì ấy, tớ ơi. Sao lại có mỗi mình bạn thế này? Trời ơi, đáng thương ghê. Một cặp mà bây giờ chỉ có em nó thì làm sao bây giờ? Thoát đi thôi, thoát đi bạn ơi, mình khuyên bạn nên thoát đi chứ ở đây thì chỉ có nước là ôm hành và nuốt hành thôi. Bạn không ôm được thì tụi nó cũng nhét hành vào mồm bạn thôi, và mình khuyên bạn thì nên thoát, còn không thì lại đây cho mình kiếm cận chiến cho nó một quả highlight. Cái này thì ở bên CM thì nó đã có cái ngắm rồi, bật lên thì có thể ngắm được, còn bên này thì anh em phải tự ngắm gái lòi cả mắt ra chứ không có bật ngắm lên được. Thôi khốn nạn thế anh em ạ. Sau này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ update lên thôi, nhưng bên đấy thì có là thì đúng là tuyệt vời. Tuy là một cây DS scope nhưng không thể scope được. Video rồi, chúng tôi gọi nó là chất. Cái định mệnh chạy đâu? Thôi bạn ơi, chạy làm cái gì? Trời ơi. Bọn này cũng nhây. Thôi nó quyết tâm là bán hình ạ. Thôi bạn ơi, bán hình nó cũng phải vừa vừa thôi, hình nhiều quá người ta đem về không hết rồi. Cho các bạn vừa ăn vừa đem về mà cũng ngáp luôn. Ui, không kịp rồi, cây này yếu quá, cái nắm đấm này mắc yếu rồi. Hay lắm, đúng rồi, phải thoát chứ, phải để trận sau, mong là có nhiều zombie hơn. Ua, có bốn người ấy, đúng rồi. Tính nhá, ấn nút thoát anh em ạ. Cứ tính là thoát cơ. Cái tay chuẩn bị sờ lên nút tắt rồi, cái nút cài đặt và ấn nút thoát rồi, nhưng một cái động lực gì đấy đã khiến mình phải đứng lại chờ tụi nó vào. Rồi đây 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 đây, bây giờ mới là chúng ta đi săn. Nãy là một màn nhắp tay thôi, tết tay các kiểu thôi, bây giờ mới lại tết thật. Ủa sao lại AFK trời, cái trận đúng cái trận hay AFK đông như này. Thủ này thì dí vào đầu đam tầm 7 đấm mấy, thủ khiếp thật. Bên đấy thì là một cái khẩu súng mắc hiếm, còn bên này thì cái mức độ đẹp dai của em nó đã bị giảm xuống rồi, bởi vì VNG nó đã bán trực tiếp em nó bằng phương thức mở hòm. Rồi quay nồi, nhặt đúng cái khẩu MG cũng đỏ chót. Ủa, thôi 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 thôi, gặp đúng thằng zombie cũng đỏ thế này. Rồi bên này thì đỏ là chứng tỏ đẹp dai thôi. Rồi thôi 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 thôi, cái thằng kia móc lốp ấy có sai đâu. Ừ, em té đây, mày thế. Cúc quốc gia cho em ấy thể hiện. Tôi thì tôi không nguy hiểm nên một người không nguy hiểm thì em cũng biết rồi, phải chạy thôi. Đâu rồi? Quay mặt lại không biết là mấy thanh niên đi đâu rồi. Đây đây, những thanh niên nguy hiểm nhất hành tinh ở đây. Rồi tao lại sợ mày quá cơ. Đâu rồi? Ủa, thôi 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 thôi, đến lúc mà ngáo nhập vào người thì đúng ạ. Sấp mặt tao sợ mình quá đấy. Rồi thằng tiếp theo, rồi yếu rồi, sao 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 rồi. Thằng tơ nó cơ à, thằng hero nó cơ hội ghê. Đúng rồi thôi, nó vào trong đấy rồi kìa, bạn vào đi, thôi mời bạn. Đúng rồi, giết nó rồi, cân nhau đi, tôi là người cơ hội đấy, bem nhau đi. Rồi đen cho bạn rồi. Cái tội tin người đấy, người ta mời vẫn cứ vào, tin người thế không chứ lị. Trên trái đất này vẫn còn những nhiều rất nhiều thanh niên tin người nhẹ dạ cả tin các kiểu. Tôi yêu cầu là anh em bớt tin người lại, thế này thì sắp màn mất rồi. Thằng kia rồi, rồi level 84 hay vậy. Mình cơ hội như thế mà nó bảo hay, phải chửi là khốn nạn chứ. Đáng nhẽ cái thằng hero đấy phải chửi mình khốn nạn, sao lại không lao vào với tôi ấy. Lao vào để sắp mặt à, đùa. Rồi cái arc này nó đổi tên rồi nên thực sự là anh em cũng không biết đây là ai đâu. Bây giờ thấy săn hay thì cứ khen hay vậy thôi chứ méo biết là ai. Bớt đi được một cái gì gì đấy. Mong là sau này sau một clip lại đổi tên liên tục, cứ sau vài clip này đổi tên liên tục thì đúng là không ai biết mình, như thế đỡ ăn này hơn. Mấy người ta cứ thích mình, ta thấy mình ô NT kìa, ô NT kìa, ra hình vào mồm nó ngay. Thôi thắm thế rồi.
Thế là một bầy zombie cứ lao vào tôi như như con gì ta? À đúng rồi, như thiêu thân rồi, lao vào tôi như thiêu thân. Khốn nạn thế rồi. Và chết hay không thì mặc kệ, cứ lao vào người tôi đã rồi tính sau. Khốn nạn. Rồi anh em sau này bớt bớt lại nhá. Anh em gặp tôi thì anh em đi làm cover cho tôi. Thế mèo nào gặp toàn những cái nhân biết mình là mình sẽ nhồi hành và nhét hành vào mồm mình ngay. Cũng nặng thế thôi chứ đấy. Ở như thế lại không có clip để lên tivi cho anh em xem. Ôi, cái đường chạy. Rồi đen cho bạn rồi, mình không cover được. Sau đấy mình vẫn bắn nhưng nó lột vào trong đấy. Khổ thân mình cầm khẩu DS Charragon rồi tính đọc là scope Charragon nhưng cây này không scope được. Khốn nạn. Gì đây? Lại nguy hiểm với tôi này. Rồi. Ui, từ từ bạn ơi, bạn hiền. Bạn đẹp trai quá cơ. Rồi. Ui. Rồi tôi yếu rồi, yếu rồi. Rồi cho mình lên đây cái. Úi trời. Chậm 1 giây thôi là mất ngay 1.000 tiếp rồi. Ô, cuộc đời thật khắm quá ghê ta. Thôi. Ủa chết 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 rồi, chết rồi. Không thể thoát được. Không thể thoát được anh em ạ. Đúng là chậm 1 giây thôi là đi ngay 1.000 tiếp. Còn đối với anh Tơ thì chậm 1 giây thôi là 4.000 tiếp của bạn sẽ bay đi. Đây, đen quá. Cuộc đời nó luôn luôn là khám lợ. Nên cứ biết mà sống là được rồi. Lên đây thẩm du cho nó chắc chuyện. Mà không thẩm du được thì mình cũng đi chỗ khác thôi. Rồi cầm cây này mà thẩm du thì nó cũng khá là chán. Tại vì món khẩu lục cầm đi săn thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng mình không hiểu tại sao. Úi dồi, cái đỉnh bơi. Đùa bố à, cào xa đấy. Thôi thôi thôi, mình biết bạn cào xa rồi. Thằng nào đâu, cô bơi hộ tôi cái. Cào xa vờ lờ ạ. Ở cây này thì bắn cũng khá là chậm. Nó mệnh mà, dí vào đầu 700 thì bảo sao không chậm. Thằng nào mà đuổi theo thì anh em cứ rút cây lục vào, rút cây lục này ra và cứ giã đạn vào mồm nó thôi. Cứ đấm mồm là phát 7.000 thôi, có gì đâu. Rồi từ sai như là 5.000, nhưng thế là tuyệt vời rồi. Đối với một cây khẩu lục thì đam nó cứ rơi vào tầm đấy là tuyệt vời. Như DE gì ta. Ui, chết 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 kìa, chết kìa. Snip hay thế nhở, cạn lời. Thôi mấy thánh thẩm du gì đấy, tao lại sợ chúng mày quá, tao lại sợ chúng mày quá. Ô cái định mệnh sao lại không chết thế này. Rồi toàn dùm non thôi. Thằng Tơ đâu, thằng Tơ đâu rồi, sao lại để các bạn héo hoi ở đây. Thôi yếu quá. Một đao là đi thôi à. Rồi, các bạn yếu quá. Thằng Tơ sau lưng đi, thằng Tơ sau lưng, thằng Tơ, thằng Tơ. Ui, không thể thoát được. 4.000 của mình đã ra đi. Thằng mất dạy. Tao lại sợ mày quá. Quay lại đây. Hai em đâu rồi? Tôi đẹp trai lắm, lại đây mà mút này. Ây, trời ơi. Mặt tôi phải gọi mắt đẹp trai. Sao lại tính xa tôi? Thôi bây giờ cảm giác hất hủi có hiểu như thế nào anh em ạ. Thế mèo nào, lúc nãy thì tôi đẹp trai, bây giờ mới sang Thái về bay về Việt Nam thì nó đã khác rồi. Bây giờ tôi không còn như xưa nữa, anh em lại ruồng bỏ tránh xa tôi. Thôi, một cảm giác thật là vi diệu, một cảm giác thật là thú vị. Đây, 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 chạy đâu chạy đâu. Ôi giời ơi, chạy cái gì nữa, lao đây nào, lao đây. Phải hết cả nồi. Nãy thì anh em lao vào người tôi như một con thiêu thân. Bây giờ thì lại ngược lại. Đáng lòng. Mình chỉ bay sang Thái thôi mà. Đi phẫu thuật một tí thôi. Thế mèo bây giờ khác hẳn xưa rồi. Dã man thật. Chúng ta sẽ đến với trận cuối cùng. Bán hình zombie. Rồi, nói đùa thôi. Cứ cầm khẩu này bán hình zombie là điều không có đâu. Tối nay chỉ có ăn hình thôi, thôi thôi thôi, té té té. Muốn chơi tốt thì biết bắt cua. Lên đây mà đứng thôi. Dại gì, lên đây lấy cái chỗ mà ưu thế của mình. Dại gì mà tự dưng lấy ra mic làm gì anh em nhở. Rồi mic chỉ dành cho những thanh niên nguy hiểm. Tôi đây thì tôi thánh bắt cua nên dân bắt cua nên cứ vào đây nhảy trên này cho nó chắc chuyện thôi. Cứ anh em nào biết bắt cua thì cứ nên đi trên này cho nó chắc chuyện. Chứ đừng có đi phía trước làm cái gì. Bọn đấy thì nó móc kinh lắm.
Rồi móc hàng là nghề của Dương Mai. Đấy, rồi nên chắc là trận này mình ra giữa mình săn luôn đi. Ơ sao lại có thằng lẻ loi ở đây? Đùa. Đùa đùa rồi, đùa rồi. Tôi để lên đây thôi, như có thằng thấy mình. Một cảm giác bị soi mói. Đây đây đây. Có sai đâu. Ôi cảm giác luôn luôn là đúng ạ. Anh em nào thấy cảm giác giống mình thì đừng quên điểm danh. Úi dồi ôi, thôi 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 thôi, chết bà rồi. Đúng rồi. Thôi thôi bạn ơi. Nó quyết tâm là không tha cho mình. Không thể cả khổ. Ây da, không thể là khổ đi mà. Đúng rồi, gì anh nhây à. Thôi, thấy nhây của năm. Rồi, lại đây. Tao sợ chúng mày quá cơ. Tao lại sợ chúng mày quá đấy. Ơi chạy đâu nhỉ? Đường nào cho bạn đây? Đường nào cho bạn đây? Đường nào? Ôi, tao lại sợ mày quá. Trời ơi, đùa. Phải diệt đấy. Cứ tưởng giống non cơ. Tôi màu xanh đấy, không phải màu đỏ đâu. Màu đỏ, thằng kia, thằng giống non nó mang áo đỏ để chứng tỏ là ca ve rồi. Nên đừng có quan tâm nó làm gì. Nhìn tôi đây này, xanh lè. Ơ, sao rồi đồ chơi? Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Ơ, đổi súng à? À, tuyệt vời. Đổi súng này. Cơ hội trôn đã đến. A12. Ơ, mới thấy A12 mới lướt qua một cái thôi là biến thành khẩu thôn sơn vít rồi. Cạn lời. Hỏi gì cơ? Ô cái định mới. Rồi mới cười xong. Mới cười mà đi chưa được 3 bước. Người ta thì cười 3 bước mà mình bây giờ chưa cười cười đi chưa được 3 bước anh em ạ. Admin chơi khốn nạn vừa lờ. Gì cơ? Cận chiến à? Rồi cầm A12 mà dã đi. Này thì úi ôi từ từ. Hai thanh niên lao vào mồm mình. Rồi rất là khổ anh em ạ. Người ta cứ định lao mồm mình. Bảo sao mình không ăn. Đấy, rồi, ôm thằng này cầm A12 VIP mà hên này à. Nó nghĩa là sấp mặt rồi đấy. Thằng đấy mà mình không đổi mục tiêu là mình cũng ăn được thằng đấy. Nhưng không, mình đổi mục tiêu ăn một lũ trên bàn thờ. Rồi bàn thờ đồng thế không ăn. Không ăn thì đúng là mắc tiếc. Gì vậy, đứng đợi tôi à. Rồi tôi có gấu rồi nhá. Rồi, đừng hòng mà sờ soạn. Ui, thằng này không đi luôn ạ. Rồi cứ tưởng là nó chạy ngang bên kia mình nên mình đặt cái màn hình bên kia. Thế meo nào nó không chạy ngang. Cũng không chạy dọc. Nó đứng y một chỗ. Rồi nó đứng y một chỗ để mình làm thịt. Rồi gái già 14X đây. Đây là gái già. Y tá biểu hiện cho một cô gái già. Rồi bà nội gái già chứ. Cô gái già thì hơi bị trẻ trung quá rồi. Đây là bà nội. Lại đây cho bà nội sờ cái nào. Ui trời ơi. Mấy cái thằng này non non mà nó sờ kinh thật anh em ạ. Này thì sờ bố mày. Mày không hiểu à. Lái máy bay bà già nó khó lắm anh em ạ. Ôi bảo sao. Ôi đổi súng, đổi súng, đổi súng, đổi súng. Cái gì đâu. Vứt đi. Vứt đi. Vứt đi, vứt đi. Đúng rồi. Này thì vứt này. Ô 10, 12 AA 12 này. Thằng nào chết. Lại thằng cầm cung. À không phải, thằng nào ấy. Không biết thằng nào. Không biết thằng nào, cứ tưởng là thằng cầm cung chết cơ. Cái định mệnh, thằng nào chết thì không biết. Gì đây. Thôi thôi nha. Thôi, cái định mệnh thôi 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 thôi. Tôi vứt trả 12 rồi. Đúng làm thịt tôi nhá. Thôi đùa dai, mình chỉ đùa tí thôi mà. Mình trả rồi. Đứng nha. A 12 thì cũng trả rồi. Thì bây giờ thì các bạn nên tha cho mình. Một việc cho trôn đổi súng à, cái việc là nhặt súng ấy, đơn thuần thôi. Thằng này mày lại đùa bố rồi con ạ. TMP. Rồi đây là nhặt hòm nên không có quyền là trả cho ai. Nên mình vẫn có quyền là cầm trong người nhá. Đây nhìn thấy đâu. Ôi ngáo thế rồi. Đây đây dưới. Thôi xong rồi. Thanh niên chắc bị lát. Rồi mình nghĩ là mình nên tránh xa nó ra. Đâu rồi. Ôi hết cả hồn ạ.
Thằng tơ trong đấy. Ôi, lên này. Hay thế. Ơ, cao kiểu gì đấy? Đùa bố à? Cái gì mới tự dưng này một pha cào rất là ảo lòi đến từ thanh niên à, cầm giữa ba áo đỏ chứng tỏ cà ve cút ra để bố bố mày con tim đúng rồi. Ô, cái định mệnh gì đấy, tự xem nào, lát nữa tôi sẽ con tim cho anh em xem, mày ném chúng ra nha. À, nữa nhìn nhau bằng một cái mắt trìu mến và nhặt súng của nhau như chưa từng biết gì về nhau. Yếu rồi mà còn ra gió ấy. Yếu rồi. Ơi không trúng này, một phát nữa thôi, hay lắm đi mờ.